Cường chào các anh các chị. Hôm nay em Cường giới thiệu với các anh các chị một bộ giải pháp mà em Cường vẫn thường xuyên giới thiệu với các anh các chị. Đấy là bộ giải pháp nhà khung thép kết hợp tấm tường và tấm sàn bằng tấm ALC. Thì đối với cái công trình này nó đặc biệt ở cái chỗ là gì? Nó được áp dụng vào thi công một trường học. Đây là một trường đại học các anh các chị ạ. Và triển khai thi công là mở rộng thêm cái khối 3 tầng của cái khối lớp học. Thì đối với cái công trình này là sử dụng giải pháp là cái nền bằng cái tấm ALC dày 15 phân hai lưới thép và sử dụng cái tấm tường ALC dày 10 phân cũng là hai lưới thép. Thế thì ở đây là một cái góc cánh gà của trường. Thế còn các chị không thể dùng được cái quy mô cái chiều dài của nó đâu. Đứng đây thì bắt đầu là các chị mới nhìn thấy xuyên suốt chạy dọc ra hình chữ U của một cái nối vào của một khối trường cũ. Cái quy mô của cái công trình này là 1.000m² một tầng và 3 tầng là 3.000m². Thế thì cái tường thì các anh các chị xem nhiều rồi, xem rất nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu hai vấn đề liên quan đến cái giải pháp thi công cái tấm tường. Đầu tiên là các anh các chị có thể nhìn thấy này. Đây là đang thi công, chưa khóa đỉnh các anh các chị nhá. Nó cứng cực kỳ luôn. Các anh các chị nghe cái tiếng đầm chân và cái sự lao vào đạp cái tấm tường của em mới thấy được cái sự chắc chắn của tấm tường. Thế còn khi mà cái tấm tường này khóa đỉnh thì nó còn chắc nữa. Thế nhưng mà em ra đây em quay cái này để các anh các chị có thể thấy. Đây là em đang thi công một cái giá đỡ điều hòa các anh các chị ạ. Các anh các chị có thể là hỏi em rất nhiều câu hỏi là điều hòa lắp cho cái tấm tường ALC như thế nào. Thì đây là một cái giá đỡ điều hòa. Thì tại sao lại phải sử dụng cái hệ giá đỡ điều hòa nó chắc chắn như vậy? Bởi vì là đây là cái khối trường học. Thì sau này là sẽ còn cái tường ngăn này. Cái tường ngăn để tạo thành các phòng học. Thì cái lượng điều hòa nó rất là lớn. Chính vì cái lượng điều hòa lớn cho nên là cái số lượng cục nóng rất là nhiều. Chính vì vậy mà đối với công trình này, những công trình dạng như thế này thì em khuyên là chúng ta nên làm một hệ giá đỡ điều hòa độc lập để đảm bảo được cái khả năng chịu lực của nó. Thế thì còn cái công nghệ thứ hai nữa của cái tấm tường, đấy là em đã loại bỏ toàn bộ cái ke góc, cái ke L và đóng đinh 10 và sử dụng là toàn bộ là cái hệ đinh chốt. Đây em quay lại đây. Anh các chị nhìn thấy cái đinh chốt đây chưa? Đấy, rồi. Quay sang đây. Cái đinh chốt này là dài 25 phân được khoan như thế này, đóng xuyên vào đây. Đấy, đóng xuyên vào đây. Để ghim cái tấm tường. Thế còn đối với ở cái mép của cái tấm tường này thì sẽ khoan từ đây xuyên xuống như thế này và khoan hình chữ thập như thế này. Đấy. Thì khi mà chúng ta khóa được hình chữ thập của cái góc tấm tường thì thực sự là cái liên kết của cái tấm tường này nó rất chắc chắn luôn. Ở vị trí này cũng thế này. Chúng ta khóa chéo như này, khóa chéo như này thì nó rất chắc chắn. Thế thì đối với cái giải pháp nhà khung thép kết hợp tấm tường và tấm sàn ALC nó quá là kinh điển rồi. Và nó ứng dụng, nó thi công nhanh này, khả năng cách âm cách nhiệt cao này và nó rất chắc chắn. Thế còn em sẽ giới thiệu với các anh các chị một loạt các cái khối tường ở phía bên ngoài này. Thì đây là một cái giải pháp mà nếu như mà anh chị nào mà đầu tư trường học nhá, thực sự là đầu tư trường học sử dụng cái giải pháp này nó rất là tuyệt vời. Thế còn cái tấm ALC mà em sử dụng nó có nhãn hiệu là Vigracera. Thế và em Cường cũng nói qua là tại sao em Cường lại chỉ tin dùng tấm của hãng Vigracera. Đây ạ. Đây là một cái mẫu tấm. Thì các anh các chị có thể thấy là gì? Đây. Nó có hai công nghệ để chế tạo ra cái tấm bê tông khí này. Cái công nghệ thứ nhất là của hãng Vigracera, đấy là sử dụng cát vàng để làm nguyên liệu chính với cả xi măng. Thế còn có một số đơn vị là sử dụng là tro bay, sử dụng tro bay của cái nhà máy nhiệt điện. Thì khi sử dụng tro bay thì thay cho cát vàng thì nó có một số các cái điểm nó rất là khác so với cái việc sử dụng cát vàng. Thế cho nên là đối với cái hãng Vigracera này, họ làm hiện tại bây giờ là họ đang bán sản phẩm này với giá rất rẻ, nhưng mà họ vẫn chịu lỗ để phủ sóng cái tấm này ra ngoài thị trường. Thế còn tại sao lại sử dụng cát vàng mà không sử dụng tro bay của hãng Vigracera thì anh chị có thể là tìm hiểu thêm ở trên mạng, để mọi người phân tích cũng rất nhiều rồi. Đây là một cái góc anh em đang thi công cái tấm tường. Đây là một cái mũi khoan dài này, mũi khoan dài 25 phân này. Mình sẽ khoan chéo vào. Khoan chéo sau đấy là dùng sắt 10.
Đây, dùng cái sắt 10, cho anh mượn mượn cái sắt 10. Đây. Cái sắt 10 này chúng ta sẽ đóng chéo vào đây như thế này. Thì là cái tấm tường này nó sẽ rất là chắc. Thì có anh Quý là giám đốc kỹ thuật, anh sẽ giải thích cho mọi người nhiều hơn là tại sao lại sử dụng cái chốt này, chốt 10 này đóng chéo 45 độ so với cái việc là chúng ta sử dụng cái ke chữ L. Thì anh có thể giải thích giúp em cho mọi người biết được không? Ở đây có ke L hay không? Đây, đấy thì anh phân tích, anh có thể so sánh giúp em là hai cái phương án, là một là ke L, hai nữa là cái sử dụng chốt ngang này không? Cái góc này gì? Đúng rồi. Cái góc này chỉ, chính là chỉ là hàn vào liên kết vào mới cột được thôi, phải không? Dạ. Đóng cho tấm là nó khỏi ngửa ra, nếu mà về mà cái độ chịu lực đứng thì cái khoan thép 10 này tốt hơn. Vì bản chất là thép 10 này là dài hơn của cái đinh 10 mình đóng vào tấm rồi. Đó. Anh chị ạ, khi mà chúng ta đóng được cái chốt 10 vào như này này, thì cái thép D10 này nó có các cái gân này, nó có các cái gân vằn này. Thì khi mà đóng vào là nó sẽ giằng và nó ngậm chặt vào cái mép của cái thành cái lỗ khoan ấy. Thì khi đấy là nó giằng nhau và ở các cái vị trí như thế này là chúng ta sẽ đóng thành hình chữ thập. Đây. Đây. Đây ví dụ như là ở cạnh của hai tấm này nhá. Trước là chúng ta sẽ đóng một cái ke thẳng ở đây và đóng đinh 10 vào. Thế mà ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái phương án là hình chữ thập như này. Đấy. Chúng ta đóng cái phương án là hình chữ thập như này. Đấy, đây, đúng hình chữ thập như này luôn. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương án hình chữ thập như thế này và sử dụng cái sắt 10 làm chốt như này, thì thực sự là cái tấm tường nó được giằng nhau quá chắc chắn luôn các anh các chị ạ. Và cái chiều dài nó dài như này, nó ngậm sâu vào trong cái thân của cái tấm tường, thì nó sẽ tạo ra một cái bức tường rất chắc. Mà chính em Cường vừa đạp vào một cái bức tường, cái sự chắc chắn hơn hẳn so với ke góc là nó nằm ở cái này. Và cái những cái tấm tường mà được sử dụng cái phương pháp đóng chốt như này thì nó chắc chắn vô cùng. Thì đấy là cái hình ảnh mà em Cường đã đưa các anh các chị đi xem một vòng hình chữ U của công trình. Thế thì bây giờ em mời các anh các chị xuống tầng dưới, là sau khi mà thi công tấm tường xong rồi và tấm sàn xong rồi, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái sản phẩm như thế nào để trở thành một cái lớp học. Và thực sự là ở dưới đấy thì em Cường sẽ nói là cái ưu điểm của cái lớp học mà sử dụng cái tấm tường và tấm sàn bằng tấm ALC. Thì mời các anh chị đi cùng em nhé. Em đang đứng ở cái tầng 2 của trường đại học. Thế thì đây là cái khối nhà chính. Thế và chúng ta làm mở rộng cái khối nhà chính ra đằng sau để có cái khuôn viên giảng dạy nó nhiều hơn. Thế thì cái khuôn viên, cái khối đằng sau đây ạ. Em nhớ. Đây cái khuôn viên khối đằng sau đây, các anh các chị nhìn thấy cái hành lang hun hút đây chưa? Đấy, đây. Cái khối hành lang của cái khối đằng sau đây là mở rộng hết toàn bộ sàn và tường bằng tấm bê tông khí chịu áp ALC. Rồi, đây là một phòng học mở rộng. Đi lên, rồi. Một phòng học là mở rộng này. Thì đây là toàn bộ là tường này, là sử dụng tấm bê tông khí chịu áp ALC này. Đấy, tường ngăn này. Đây. Tường ngăn này. Rồi. Và cái sàn này cũng giống như cái trần. Thế thì em quay lên trần để cho mọi người nhìn thấy. Đấy, toàn bộ cái trần cũng sử dụng tấm bê tông khí chịu áp ALC. Rồi. Chắc nịch luôn. Các chị nghe thấy cái tiếng đầm chân hay không là rất là rõ ràng. Thế thì ở đây em Cường muốn nói đến một cái vấn đề là giải pháp thi công nhà khung thép kết hợp tấm ALC nó quá hiệu quả cho những cái phương án là mở rộng cái quy mô hoạt động các anh các chị ạ. Thế thì nó giải quyết được các vấn đề là cách âm, nó cách nhiệt, thi công nhanh. Đấy, và đối với tất cả những cái khuôn viên của trường là nếu mà sử dụng hệ khung thép và toàn bộ sàn tường bằng tấm ALC, sau này chúng ta có muốn tháo dỡ thì chúng ta có thể thu hồi gần như là tuyệt đối. Thế thì các anh các chị cùng với cả em đi một vòng cái khu hành lang này nhá. Tất cả đều phòng học đều như nhau, các chị thấy thích không? Hiệu quả không? Đây. Đấy. Chúng ta làm như này, sau chúng ta tiến hành thi công đóng trần. Rồi, ok.
Thế và em Cường sẽ bật mí cho các anh các chị một vấn đề như sau. Đối với cái công trình này thì sau khi em giới thiệu thì chắc chắn là nhiều các anh các chị là thấy nó quá phù hợp với cái nhu cầu của mình rồi. Thế thì anh các chị trong đầu sẽ hình thành một cái câu hỏi là thế chi phí đầu tư cho khung thép kết hợp tấm tường và tấm sàn bằng ALC này là bao nhiêu tiền? Thì đối với cái phương pháp này thì nó chỉ có hơn 3 triệu một mét vuông thôi. Thế nhưng mà em sẽ bật mí cho các chị một cái phương án để các chị có thể giảm ngay đi được 10 đến 15% cái chi phí đầu tư. Đấy là cũng giống như cái công trình này là em Cường là chỉ cung cấp giải pháp thôi. Và cái nhà thầu thi công cho cái trường đại học này là đã tiếp nhận cái giải pháp của em Cường và tự cho thợ của mình tổ chức thi công từ lắp đặt phần khung thép cho đến là giải tấm sàn và lắp đặt tấm tường là 100% là đội thợ của nhà trường trực, có nghĩa là đội thợ của tổng thầu của nhà trường là trực tiếp điều hành và trực tiếp lắp đặt, thì nó cũng ra được cái sản phẩm như thế này. Thì thay vì khung sàn tường nó chiếm khoảng tầm 3 triệu rưỡi một mét vuông thì họ đã tiết kiệm ngay được 15%, là nó chỉ còn có 3 triệu và 3 triệu 2 một mét vuông thôi, rất tiết kiệm. Và cái chi phí đấy là nhà thầu tổng thầu thi công của nhà trường là được hưởng, và em Cường là chỉ cung cấp cái gói giải pháp thôi. Nhưng mà các bác ấy thi công ra một cái sản phẩm thực sự là chất lượng rất là tốt, chắc chắn vô cùng luôn. Và em Cường xin kết thúc cái video này tại đây. Thế còn anh chị nào mà muốn sử dụng một cái bộ giải pháp nhà khung thép kết hợp tấm sàn và tường ALC thì có thể liên hệ với em Cường để em Cường cung cấp cái công nghệ thi công, và em Cường chỉ có phụ trách cái mảng thiết kế và sản xuất và cung cấp vật tư cho các anh các chị. Thợ thì em Cường có thể giới thiệu cho các anh các chị để các anh các chị hoàn toàn có thể tự tổ chức thi công và tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Em Cường xin chào các anh các chị ạ.